Không chỉ bị thu hồi vương miện, Leo Ngân Anh cũng không được thi sắc đẹp quốc tế. Cục nghệ thuật biểu diễn cho biết sẽ không cấp phép cho Hoa hậu Đại Dương 2017 Leo Ngân Anh không được tham dự bất cứ cuộc thi sắc đẹp quốc tế nào. Những ngày vừa qua, ồn ào về tân Hoa hậu Đại Dương Leo Ngân Anh sẽ bị thu hồi vương miện. Về phía Cục nghệ thuật biểu diễn, đã có văn bản yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương thu hồi lại kết quả, cụ thể đề nghị thu hồi vương miện của tân Hoa hậu Leo Ngân Anh. Trong đó nêu rõ, để đảm bảo cuộc thi được công bằng, Cục nghệ thuật biểu diễn đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn Võ Việt Trung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị tổ chức cuộc thi đã cam kết tại đề án tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017 và hủy kết quả cuộc thi đối với thí sinh Leo Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định. Sáng 18 tháng 1, khi trả lời một trang báo điện tử về trường hợp của Leo Ngân Anh có được tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế, ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn khẳng định, Cục chưa nhận được hồ sơ đề nghị liên quan đến việc Ngân Anh đi thi quốc tế. Tuy nhiên nếu có, chúng tôi sẽ xem xét rất kỹ lưỡng. Trước những cái không đủ điều kiện, Cục sẽ có quyết định phù hợp ở thời điểm nhận hồ sơ. Và tôi cho rằng các đơn vị nắm giữ bản quyền đi thi quốc tế sẽ có những lựa chọn những thí sinh phù hợp, ông chia sẻ. Trước đó, trong đề án cuộc thi Hoa hậu Đại Dương đã được Cục nghệ thuật biểu diễn phê duyệt có nội dung, thí sinh đoạt danh hiệu chính thức sẽ được đề cử đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế. Vào cuối tháng 11/2017, Á hậu 1 Hoa hậu Đại Dương 2017 Diệu Thùy đã được công bố là đại diện chính thức của Việt Nam tham dự Nữ hoàng du lịch quốc tế. Được biết không chỉ gặp trắc trở trong việc dự thi sắc đẹp quốc tế, tân Hoa hậu Đại Dương cũng bị nhiều áp lực trước văn bản mới đây của Cục khi văn bản yêu cầu ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017 hủy kết quả cuộc thi đối với thí sinh Leo Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định. Sau khi Cục nghệ thuật biểu diễn đưa ra công văn đề nghị hủy kết quả Hoa hậu Đại Dương, Leo Ngân Anh đã ngất xỉu và truyền nước. Cô được chẩn đoán là suy kiệt về sức khỏe và tâm lý. Trước những ồn ào đó, hình ảnh Ngân Anh vừa chia sẻ lên trang cá nhân giữa thời điểm nhạy cảm có thể bị thu hồi vương miện. Trước đó, cô phải nhập viện vì chịu nhiều áp lực từ dư luận. Nghe sau việc chia sẻ về bạn đời, người toàn nói những lời có cánh, người bóc mẻ sự thật phũ phàng. Khánh Thi Phan Hiển, cặp đôi Khánh Thi Phan Hiển đang trải qua những ngày vô cùng hạnh phúc khi nữ hoàng Deadpool mang thai thành viên thứ tư của gia đình ở tháng thứ ba thai kỳ. Qua những hình ảnh và dòng trạng thái được Khánh Thi chia sẻ lên trang cá nhân, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy được sự viên mãn trong hôn nhân và niềm hạnh phúc của cô khi sắp đón thêm thành viên mới. Cô nói rằng hạnh phúc lớn nhất trong đời người con gái không phải là được lấy được người chồng giàu có, càng không phải tìm được một người con trai mình yêu, mà là tìm được một người con trai yêu mình sâu sắc và sẵn sàng cùng mình chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc viên mãn. Hẳn là Phan Hiển đã mang đến cho Khánh Thi một tình yêu rất tuyệt vời, để sau tất cả những sóng gió tổn thương, người phụ nữ này vẫn có thể yêu thêm lần nữa và cảm nhận được giá trị của một tình yêu đích thực nằm ngay trong những điều bình dị nhất. Minh Hà - Lý Hải. Đến nay, Lý Hải - Minh Hà vẫn giữ được ngôi vị cặp đôi vàng của showbiz Việt. Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của cặp đôi vợ chồng này luôn là niềm mơ ước của nhiều người. Nếu như Lý Hải là người đàn ông thành đạt bên ngoài xã hội và là người chồng, người cha lý tưởng khi trở về nhà, thì Minh Hà cũng không hề kém cạnh. Cô cũng có sự nghiệp học hành sáng lạng, người phụ nữ của gia đình tuyệt vời và là hậu phương vững chắc cho công việc của chồng. Minh Hà từng không ngần ngại bóc mẻ sự khô khan của chồng trên sóng truyền hình. Tuy nhiên khô khan nhưng không vô tâm, ngược lại Lý Hải còn rất trách nhiệm với tổ ấm của mình. Dù bận rộn như bốn lần sinh con, anh Hải đều luôn ở bên Hà, thậm chí anh ấy còn xiên chơi với con hơn Hà, Minh Hà tiết lộ. Có lẽ chính vì điều này, mặc dù đã trở thành bà mẹ của bốn con, nhưng Minh Hà vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ về nhan sắc trẻ đẹp của mình và không coi việc sinh nở là gánh nặng của phụ nữ. Thủy Tiên Công Vinh. Đến với nhau như một cái duyên và sau 5 năm chung sống, Thủy Tiên Công Vinh vẫn luôn dành cho nhau những lời ngọt ngào như thuở ban đầu. Nếu như Công Vinh từng nói với vợ với tất cả sự yêu thương và trân trọng nhất về cuộc hôn nhân mà mình may mắn có được, thì Thủy Tiên cũng không giấu được niềm hạnh phúc trong ánh mắt khi chia sẻ về chồng. Với Tiên, anh Vinh là người chồng, người cha, bạn đời và là người yêu, người bạn. Vì thế, Tiên và anh Vinh luôn tranh thủ thời gian để hâm nóng tình cảm mọi lúc mọi nơi. Ai nói cuộc sống gia đình nhàm chán chứ với Tiên thì cuộc sống đó luôn là điều thú vị mỗi ngày. Đơn giản mà ấm áp, chỉ bấy nhiêu từ ngữ ấy thôi cũng đủ để thấy được sự viên mãn trong cuộc hôn nhân của cặp đôi này. Chưa biết những năm tháng dài về sau điều gì sẽ xảy đến,
nhưng ở hiện tại, đây có lẽ là cái kết đẹp nhất trong chuyện tình yêu của cả Công Vinh và Thủy Tiên. Harry Won, Trấn Thành. Chuyện tình Harry Won và Trấn Thành từng làm tốn nhiều giấy mật của báo chí, nhất là khi nữ ca sĩ gốc Hàn từng tiết lộ cô yêu nam nghệ sĩ hài chỉ sau 2 tháng chia tay người yêu cũ với mối tình 9 năm của mình. Tuy nhiên, Harry Won cũng không ngần ngại chia sẻ về quyết định vội vàng đến với tình mới và cũng là ông xã hiện tại của cô. Cuộc đời này điều gì đến sẽ đến, tôi sợ mình bỏ lỡ người mà định mệnh dành cho mình, tôi cần níu giữ lấy anh ấy trước khi đánh mất và hối hận vì mình đã chưa một lần hết lòng đáp lại. Trong một cuộc phỏng vấn sau 8 tháng kết hôn, Harry Won còn bóc mẽ về sự thay đổi của chồng mình khá hài hước. Trước kết hôn, anh Thành bỏ thời gian cho Harry 100%, còn sau kết hôn, anh ấy chia sẻ thời gian cho bạn bè nhiều hơn. Nhưng đi gặp bạn cũng phải dắt Harry đi. Còn chuyện con cái mới cưới thì cả hai đứa cũng chưa tính, con cái là chuyện trời cho. Với lời tâm sự này, hẳn là fan Harry Won Trấn Thành cũng đang rất nóng lòng chờ đợi tin vui của cặp đôi đấy nhỉ. Bi hài chuyện sau việc chưa thuộc bài, người chép ra tay, người chế lời bài mới. Khi không thuộc hay chưa kịp nhớ lời bài hát, Thu Minh Đức Phúc đã viết ra tay, còn Đàm Vĩnh Hưng Mỹ Linh lại chọn cách bịa ra những ca từ khác. Đức Phúc, vào tối 16 tháng 1, giải thưởng âm nhạc Ken Young Award 2017 đã được diễn ra thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các nghệ sĩ trẻ dưới 30 tuổi đã có nhiều cống hiến cho âm nhạc trong năm 2017. Bên cạnh sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng và dàn khách mời đình đám không kém, thì Đức Phúc nhân vật vừa gây sốt trong Ơn Rời Cậu Đây Rồi khiến nhiều khán giả chú ý. Trong chương trình, Đức Phúc cùng Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc Thành Phố Buồn với bản phối hoàn toàn mới. Điều đáng nói ở đây, anh chàng lại tiếp tục thể hiện sự lầy. Đã thành thương hiệu bằng việc viết đầy tay lời bài hát vì không học kịp. Dù vậy, khi thấy điều này, người hâm mộ cũng chỉ mỉm cười mà không hề chỉ trích. Thu Minh xuất hiện trong đêm chung kết Việt Nam Got Talent 2013, Thu Minh quyết định khoe giọng hát khỏe khoắn và đầy kỹ thuật của mình. Bằng bài hát ngoại quốc One Night Only, có điều dường như thời gian tập luyện quá gấp rút nên nữ ca sĩ vẫn chưa kịp thuộc lời hai câu còn lại trong ca khúc. Cô đã có cách chữa cháy bằng việc viết lời bài hát lên lòng bàn tay và tranh thủ ngó ngang, ngó dọc trong lúc biểu diễn. Việc này có lẽ sẽ không bị phát hiện nếu Thu Minh không biểu diễn quá nhập tâm và quên mất mình đang viết lời trên tay. Cô liên tục giơ bàn tay ra trước ống kính và kết quả là những dòng chữ chi chít tố cáo màn gian lận dễ thương này. Đàm Vĩnh Hưng là một nghệ sĩ hàng đầu của làng giải trí Việt, được mọi người mệnh danh là ông Hoàng Nhạc Việt. Đàm Vĩnh Hưng sở hữu hàng trăm ca khúc đủ thể loại, từ nhẹ nhàng sâu lắng cho đến sôi động. Mỗi khi âm nhạc của anh vang lên, rất nhiều khán giả bên dưới đều hát theo. Tuy nhiên, vì có quá nhiều ca khúc như thế, nên đôi khi nam ca sĩ không thể nhớ hết lời bài hát. Cách đây khá lâu, nam ca sĩ bỗng quên lời bài hát trong một chương trình hát về mẹ. Khi hát bài ca dao mẹ ở những đoạn chưa thuộc lời, anh không kịp nghĩ ra lời mà chỉ ú ớ, lẩm bẩm vài câu mình tự nghĩ ra để theo kịp điệu nhạc. Mỹ Linh, diva Mỹ Linh là ca sĩ có những vụ quên lời bài hát nhiều nhất. Chính nữ huấn luyện viên giọng hát Việt mùa thứ hai cũng thừa nhận điều này, với lời giải thích là do di chứng trong một lần bị quạt trần rơi vào đầu, nên giờ cô bị bệnh hay quên. Với bản lĩnh vững vàng của một diva, Mỹ Linh không bao giờ để chuyện quên lời bài hát làm ảnh hưởng đến tiết mục của mình. Cô vẫn thả hồn phiêu bồng theo ca khúc, hát say sưa đến nỗi khán giả không tập trung để ý. Sẽ chẳng thể nhận ra Mỹ Linh thường xuyên sáng tác lời mới cho ca khúc. Ngoài ra, những chuẩn bị về âm thanh thiếu chuẩn xác hay việc di chuyển nhiều trên sân khấu có thể khiến cô bị sao lãng và mất tập trung khi biểu diễn, dẫn tới tâm lý căng thẳng và nhầm lẫn lời bài hát. Xuất hiện loạt bằng chứng tố Subin Hoàng Sơn đang bí mật hẹn hò cùng bạn gái xinh như hot girl. Những điểm trùng hợp mà khán giả tìm ra giữa Subin Hoàng Sơn và cô gái này đã khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi lớn về mối quan hệ hiện tại của cả hai. Từ khi tham gia showbiz đến nay, Subin Hoàng Sơn vẫn nổi tiếng là nam ca sĩ kính kẻ trong đời sống cá nhân. Chỉ đến giữa năm 2017, anh mới vấp phải ồn ào tình cảm với Hiền Hồ khi hình ảnh và clip ghi lại cảnh tình tứ trên mức đồng nghiệp của cả hai tại rạp chiếu phim bị rò rỉ lên mạng xã hội. Sau khi ồn ào lắng xuống, Subin rất ít khi xuất hiện trên truyền thông và chỉ tập trung vào phần các sản phẩm âm nhạc.
Cho đến mới đây, câu chuyện đời tư của anh lại một lần nữa được khán giả dành sự quan tâm lớn. Theo đó, hàng loạt bằng chứng được cư dân mạng tìm ra đã bị tung lên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Soobin Hoàng Sơn đang bí mật hẹn hò với một cô gái có ngoại hình rất xinh đẹp, nóng bỏng. Cũng giống như nhiều cặp đôi khác, Soobin Hoàng Sơn và cô gái này bị phát hiện thường xuyên chụp hình check-in tại những địa điểm giống nhau. Thậm chí, cô gái bị nghi đang hẹn hò với Soobin cũng đăng tải hình ảnh một chàng trai che mặt có hình xăm trên tay giống hệt của giọng ca phía sau một cô gái. Không những thế, một số khán giả tinh ý còn phát hiện cả hai từng đội mũ đôi để chụp hình. Soobin Hoàng Sơn và cô gái bị nghi đang hẹn hò với anh từng đăng tải hình ảnh cùng đội mũ đôi. Hình ảnh chàng trai che mặt mà cô gái này từng đăng tải có hình xăm trên hai cánh tay giống hệt của Soobin Hoàng Sơn. Cả hai cùng đăng tải dòng trạng thái giống nhau. Tài khoản Instagram của cô gái này cũng được Soobin Hoàng Sơn theo dõi và thường xuyên like ảnh. Ngày 16 tháng 1, sau khi Soobin nhận tới 3 giải thưởng âm nhạc cùng lúc, cô gái này cũng lập tức đăng tải một dòng trạng thái chúc mừng lên trang cá nhân. Vẻ nóng bỏng hút mắt của bạn gái tin đồn Soobin Hoàng Sơn. Nhan sắc cô gái này cũng xinh đẹp không kém các hot girl đình đám hiện nay. Hiện tại danh tính cô gái này vẫn chưa được khán giả tìm hiểu kỹ. Về phần Soobin Hoàng Sơn, nam ca sĩ quyết định im lặng và chưa có bất cứ câu trả lời về sự việc này. Phản ứng của Xuân Bắc khi thấy fan nói xấu Trấn Thành và Hoài Linh không chỉ lên tiếng về việc Trấn Thành Trường Giang thay thế anh tại Ơn Giời Cậu Đây Rồi, mà nghệ sĩ Xuân Bắc còn đề nghị fan không được nói xấu đồng nghiệp của anh. Xuân Bắc là MC chính của show Ơn Giời Cậu Đây Rồi trong suốt 4 mùa vừa qua. Tuy nhiên, hai tập gần đây anh lại không xuất hiện, thay vào đó Trường Giang và Trấn Thành được mời thay thế vai trò này. Thậm chí nhiều người cho rằng Hoài Linh chèn ép Xuân Bắc khiến anh phải rời chương trình. Trên trang cá nhân, Xuân Bắc đã lên tiếng về thông tin rạn nứt với các nghệ sĩ tại Ơn Giời Cậu Đây Rồi và đánh mất vai trò MC chính của show. Danh hài này chia sẻ, đợt vừa rồi tôi cảm thấy thật sự bế tắc sau những chia sẻ của khán giả về việc Trấn Thành Trường Giang thay Xuân Bắc làm MC trong show Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Tôi rất phản đối việc Trấn Thành làm MC, Trường Giang làm MC, bị nhiều bạn phản ứng rất tiêu cực. Xuân Bắc cho biết thời gian qua, vì trùng lịch biểu diễn nên anh không thể tham gia ghi hình show như kế hoạch. Trấn Thành cùng Trường Giang đã hỗ trợ anh rất nhiều khi vừa kiêm vai trò trưởng phòng và MC. Xuân Bắc cho biết trong thời gian tới, anh vẫn tiếp tục đồng hành cùng show Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Anh còn nhắn nhủ tới Trấn Thành Trường Giang, tôi xin chân thành cảm ơn Trấn Thành Trường Giang đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trong 2 đêm vừa rồi. Ngoài ra, khi nhiều fan cho rằng Trấn Thành không xem người khác ra gì, hay Hoài Linh làm trò lố không có Xuân Bắc chỉ muốn chuyển kênh, nam nghệ sĩ này đã lên tiếng đáp trả. Các dế nếu là người yêu quý Xuân Bắc vui lòng không chửi bới. Khiếm nhã nhé, càng không nên có những câu xúc phạm đồng nghiệp của Xuân Bắc, ok, có thể xem hoặc không xem một chương trình nào đó, không thích một ai đó. Nhưng nếu phát ngôn không lịch sự sẽ mang tiếng cho chính Xuân Bắc đấy, Thanh On. Lời chia sẻ của Xuân Bắc càng khiến nhiều người ngưỡng mộ anh nhiều hơn. Người hâm mộ Xuân Bắc chê bai Trấn Thành, Hoài Linh và Trường Giang. Xuân Bắc yêu cầu những người hâm mộ này không được chửi bới, nói lời khiếm nhã xúc phạm đồng nghiệp của anh.